Sắc Phong Phượng xin kính chào toàn thể các anh chị đang xem video trên kênh YouTube Nhật Bãi Phượng Nguyễn của em ạ. Thì sau này thì em lại lên báo giá nhanh về một số mẫu bếp ga tại kho nhà em nhé. Đấy, mỗi hôm thì em có lên báo nồi nhưng hôm nay em sẽ là báo bếp ga. Lên báo cho các bác anh chị 6 mẫu bếp ga dòng full chức năng, gọi là những dòng hàng xài lướt, hàng đạt chất lượng từ độ mới 90% trở lên cho em các bác anh chị nhé. Đó, các anh chị đang quan tâm tới một chiếc bếp ga nội địa Nhật bên kho nhà em Phượng thì trực tiếp liên hệ qua số điện thoại của em là 0334300810 ạ. Kết bạn qua Zalo với em cũng là số 0334300810. Đấy. Rồi, mẫu video này em lên báo giá nhanh về 6 mẫu bếp. Thì các bác anh chị ưng mẫu nào thì mình có thể là trực tiếp liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Các anh chị đang xem video trên kênh YouTube Nhật Bãi Phượng Nguyễn Lục Phượng, em xin lỗi. Các bác anh chị đang xem video trên kênh YouTube Nhật Bãi Lục Phượng, xin vui lòng ủng hộ cho em một nút kênh đăng ký, một like, một chia sẻ. Em xin cảm ơn rất là nhiều nha. Vâng, mẫu đầu tiên của buổi video hôm nay em lên cho các anh chị một chiếc thương hiệu Paloma dòng mặt đá cho em các anh chị nhé, dòng full chức năng, thương hiệu Paloma dòng mặt đá full chức năng. Đấy, về hình thức bếp thì rất là đẹp cho em này. Hình thức bếp đẹp không vuông cạnh sắc nét cho em nhé các anh chị nhé. Mặt bên trên thì không có bị chấm chảy cho em này. Đấy, đôi chia lửa của chiếc bếp này thì là bằng đồng nguyên khối cho em này. Bằng đồng nguyên khối, họng bếp đều đẹp cho em các anh chị nhé. Họng bếp đều đẹp cho em ạ. Đó, họng bếp là họng đúc cho em nhé, họng đúc. Bếp nhà thì dầu dòng nấu cơ bản hay full chức năng đều có kim tam cảm biến chạm giữa nồi đo nhiệt độ ngưỡng 250 độ C thì nó sẽ tụt một lưới nhỏ lại và khóa 250 độ C thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga nhé các anh chị nhé. Đấy ạ. Một chiếc bếp mẫu mã khá là đẹp, hình thức đẹp cho em ạ. Vuông cạnh sắc nét. Đấy. Màu trắng sữa siêu xinh cho em ạ. Đấy, đồng hồ hẹn giờ hai bếp nấu bên trên và đồng hồ hẹn giờ một lò nướng bên dưới cho em ạ. Khung hình hẹn giờ của hai bếp nấu bên trên và một lò nướng đây. Đây là đồng hồ hẹn giờ của lò nướng cho em các anh chị nhé, cộng tăng trừ giảm, và đây là đồng hồ hẹn giờ của hai bếp nấu bên trên. Mình có thể là hẹn giờ bếp phải và bếp trái cho em đây nhá. Có cài đặt nhiệt độ từ 160 tới 200 cho em ạ. Có lựa chọn cho em nấu cơm, hầm cháo, nấu nước cho em các anh chị nhé. Và bên phải bếp thì có sử dụng phím 3S. Đối với phím 3S khi cần sử dụng với nhiệt độ cao, chiên xào rán rang đồ khô thì mình sử dụng phím 3S cho em nhé các anh chị nhé. Lò nướng cho em này. Đấy, khay nướng vị nướng bằng inox cho em. Và trong lò nướng cũng bằng inox cho em các bác anh chị nhé. Một chiếc bếp khá là đẹp xuất sắc cho em ạ. Đấy, mặt trên thì cực kỳ là đẹp cho em các anh chị nhé. Vuông cạnh sắc nét. Mẫu bếp 1 của buổi video hôm nay em có giá cho các anh chị là bao nhiêu ạ? 4 triệu đồng em bao ship nhé. 4 triệu đồng bao ship mẫu bếp 01 của buổi video hôm nay. Rồi, tiếp theo em đi mẫu 02. Mẫu 02 của nhà Zinai, dòng full chức năng luôn, màu mặt kính màu xanh ngọc cho em nhé. Mặt kính xanh ngọc đây ạ. Đôi chia lửa bằng đồng nguyên khối khá là đẹp, họng bếp thì đều đẹp cho em nhé. Bộ kiềng cũng bằng inox cho em nhé. Bộ kiềng cũng bằng inox cho em ạ. Đấy, có đồng hồ hẹn giờ hai bếp nấu và một lò nướng bên dưới. Zinai, mã số là RTS630 cho em nhé. Đấy, phím nhấn của bếp bên phải cho em và phím nhấn của bếp bên trái. Và bên phải thì bếp thì có sử dụng phím 3S. Bên phải bếp có cài đặt nhiệt độ cao từ 160 tới 200. Có lựa chọn nấu nước cho em 5 phút 10 phút. Có lựa chọn nấu cơm, hầm cháo cho em. Và đồng hồ hẹn giờ của hai bếp nấu bên trên và đồng hồ hẹn giờ của lò nướng bên dưới, cộng tăng trừ giảm. Khay nướng vị nướng bằng inox. Lò nướng 2 tầng lửa các anh chị nhé. Trong khoang nướng cũng bằng inox. Đối với lò nướng 2 tầng lửa thì mình có thể là sử dụng tầng trên hất xuống và hai tầng hất sang. Đó. Thì mình không cần phải chở đồ ăn, nó sẽ làm chín hai mặt cho em. Dạ vâng, mẫu bếp 02 của buổi video hôm nay em đang có giá cho cái gì là 4 triệu đồng bao ship nhé. 4 triệu đồng bao ship một chiếc Zinai, bộ kiềng inox luôn cho em nhé. Bộ kiềng inox luôn cho em, có giá 4 triệu đồng. Tiếp theo em đi mã thứ 3. Mã thứ 3 là một chiếc Paloma mặt đá màu đen luôn cho em ạ. Có đồng hồ hẹn giờ hai bếp nấu bên trên và một lò nướng bên dưới cho em các anh chị nhé. Đấy ạ, khung hình đồng hồ hẹn giờ của hai bếp nấu bên trên cho em ạ. Khi các anh chị chốt hàng mà chưa hiểu về những chức năng thì em sẽ làm video ngắn gửi vào trong Zalo cho các anh chị nhé. Đó, khá là xuất sắc đẹp cho em ạ.
Bếp nhà em thì đã vệ sinh quá là sạch sẽ và đưa qua khâu kỹ thuật rồi các bác nhé. Cho nên là các anh chị mua về chỉ việc cắm dây ga vào là sử dụng. Và bếp nhà em thì bảo hành cho anh chị 1 năm, hết 1 năm sẽ đồng hành kỹ thuật chọn đời nồi, à chọn đời bếp cho các anh chị nhé. Đó. Hàng tới nơi các anh chị được kiểm tra hàng, test thử hàng, ok nhận hàng cho em ạ. Đó. Họng đúc nhá, họng đúc cho em này. Họng đúc đôi chi lửa bằng đồng nguyên khối cho em ạ. Đấy ạ. Mặt bếp mặc dù đã qua sử dụng rồi mà rất là đẹp, phủ kim tuyến cho em nhé. Bô viền inox phủ kim tuyến cho em. Đấy. Rất là xuất sắc cho em. Mẫu bếp thứ 3 em đang có giá cho các anh chị là bao nhiêu? 4 triệu đồng luôn ạ. 4 triệu đồng nhé. Thì các anh chị ưng mẫu nào mình chụp lại màn hình giúp em gửi qua Zalo khi chốt hàng. Dạ vâng, tiếp theo em đi mã thứ 4. Mã thứ 4 là một chiếc bếp của nhà Nozit, sau này mặt kính nhưng đời cao anh chị nhé. Đời 2019, đời 2019 cho em, đời rất là cao. Đấy, dòng này full chức năng, full inox đây ạ. Từng cái cần gạt của nó rất là VIP luôn nha em nhé. Đồng hồ hẹn giờ có hai bếp nấu bên trên cho em và cài đặt nhiệt độ từ 160 tới 200 lựa chọn nấu nước, nấu cơm, hầm cháo và phiến 3S cho em. Bên này là sử dụng nấu cơm, hầm cháo cho em và đồng hồ hẹn giờ của lò nướng cho em. Đối với dòng bếp full chức năng như thế này thì có phím điện tử, sử dụng phím điện tử cho em, sử dụng về lò nướng cho em nhé. Đấy ạ, khay nướng, vị nướng đều bằng inox và trong khoang nướng cũng bằng inox cho em các bác nha. Đó, khá là đẹp. Đấy, một chiếc bếp của dòng Inzit cho em, mặt kính nè. Họng cũng là họng đúc luôn cho em nhé. Họng đúc thì lửa rất là đẹp luôn cho em và độ bền cao nhé. Đấy, một chiếc bếp họng đúc. Đời 2019, mẫu bếp này đời cao, đời 2019, em đang có giá cho các anh chị là bao nhiêu ạ? 5 triệu 200 ngàn đồng em bao ship mẫu này các bác chị nhá. 5 triệu 200 ngàn đồng em bao ship mẫu này. Mã 4 của em nhá các anh chị nhá. Mã 4 tiếp theo em đi, mã 5 là một chiếc bếp của nhà Zinai luôn. Dòng phun chức năng lò nướng 2 tầng lửa, bên trên là mặt kính bô viền kim loại cho em ạ. Đấy, họng bếp đều đẹp cho em, đôi chia lửa bằng đồng nguyên khối. Đó, quá là đẹp xuất sắc em nhá. Mặt bếp bên trên không hề chảy xước cho em, có phủ kim tuyến này, màu là màu ghi sáng cho em các anh chị, màu ghi sáng cho em, bô viền kim loại, có đồng hồ hẹn giờ hai bếp nấu bên trên và một lò nướng bên dưới nhé. Hai nướng, vị nướng cũng bằng inox cho em. Đó, rất là sáng đẹp cho em các anh chị nhé. Đấy, mẫu bếp thứ 5 hôm nay em đang có giá cho các anh chị là bao nhiêu ạ? 3 triệu 900 ngàn đồng em bao ship mẫu này nhé. Có giá 3 triệu 9 bao ship một chiếc bếp của nhà Zinai, mã thứ 5 của buổi video hôm nay nhé. Dạ vâng, hôm nay thì em sẽ lên báo giá nhanh 5 mẫu bếp thì các anh chị ạ. 5 mẫu bếp nhé, khi các bác anh chị chốt được mẫu nào thì cố gắng mình liên lạc với em nhé, chụp lại màn hình và ưng mẫu thì mình chốt luôn, thì còn chọn được hàng đẹp. Đấy, hôm nay là đầu tháng, ngày mùng 1 tháng 10 em sẽ chi ăn khách hàng. Đấy, bán giá rẻ cho các bác nhé. Và những cái dòng bếp siêu lướt, hàng đảm bảo chất lượng để cho mình lựa chọn. Vâng, video này em cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác các anh chị đã đồng hành hết video của em nha. Xin chào, hẹn gặp lại một buổi video tiếp theo ạ.